Chạy bộ tại chỗ lên xuống như thế này giúp cho các bạn đẩy nhịp tim của mình lên cao, đốt năng lượng nhanh, đốt mỡ thừa, đồng thời rất là an toàn cho những người mới tập. Các bạn nghĩ như thế nào nếu như bài tập lunge của mình thêm phần thử thách hơn, nếu đặt chân của mình lên trên bậc và nhảy lên như thế này? Không những giúp cho mình tăng hệ tim mạch của mình lên, cardio đốt mỡ, mà ngoài ra còn giúp cho mình xây dựng hệ thống cơ săn chắc của phần thân dưới, đùi và mông. Đây là một bài tập đòi hỏi kỹ thuật phải chính xác sức bật của thân dưới, giúp cho các bạn đẩy nhanh nhịp tim của mình lên. Càng nhiều bậc thang, các bạn sẽ càng tăng thử thách cho bản thân của mình. Nhảy càng nhiều càng tốt nhé. Chắc hẳn các bạn đã quen với việc chạy bộ rồi, nhưng nếu chạy bộ lên cầu thang thì sao? Với bài tập đòi hỏi yếu tố nhanh nhẹn, các bạn hãy bắt đầu từ nhịp chậm và tăng tốc dần. Thử thách mình cùng vật nặng và các bạn bước lên trên bậc thang không những giúp cho mình cải thiện về sức khỏe và độ bền của phần thân dưới, cũng như các bạn có thể cải thiện về phần tư thế kiểm soát của mình ổn định hơn trong quá trình đi lên xuống cầu thang như thế này. Hãy thử thách mình vào việc đi nhiều nhất có thể nhé. Ok, với những cái bài tập cầu thang các bạn như thế này thì mình có thể tập ở bất kỳ đâu, có thể là ngoài khuôn viên, có thể là tại trung tâm, những nơi mà sẽ có những cầu thang như thế này. Nó sẽ cho các bạn thêm phần thử thách để giúp cho mình cải thiện tim mạch, tạo sức bền. Chúc các bạn thành công!